Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Cần Thơ liên tiếp có người trúng Vietlott, lại có người ẵm jackpot hơn 34 tỷ đồng. Cần Thơ tiếp tục có người trúng giải jackpot với số tiền hơn 34,3 tỷ đồng, ngay sau khi một phụ nữ trước đó vừa trúng giải jackpot hơn 20,6 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số điện toán Việt Nam Vietlott vừa xác định được người chơi trúng giải jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng hơn 34,3 tỷ đồng. Theo đó, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 451 kết thúc vào ngày 9 tháng 6, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott đã xác định có một vé trúng thưởng jackpot. Dãy số may mắn trúng thưởng có bộ số 02, 06, 22, 25, 35, 36. Vé trúng jackpot với giá trị giải là 34.381.055.000 đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước. Tấm vé may mắn do hệ thống được chọn phát hành tại điểm bán hàng đường Hồ Thị Thường, ấp Thới Thuận A, huyện Thới Lai, Cần Thơ, thuộc đại lý CT Loto Cần Thơ. Như vậy, theo quy định, chủ nhân của tấm vé độc đắc sẽ được lãnh khoảng hơn 30,8 tỷ đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10% giá trị giải thưởng. Ngoài giải độc đắc, kỳ quay 451 của sản phẩm Mega 6/45 còn ghi nhận các vé trúng thưởng giải nhất, giải nhì, giải ba. Cụ thể, có 13 tấm vé trúng giải nhất với giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng, 906 vé trúng giải nhì với trị giá mỗi giải là 300.000 đồng và 15.308 giải ba với trị giá 30.000 đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, tại Cần Thơ liên tục có người trúng thưởng Vietlott. Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 412 kết thúc vào ngày 10 tháng 3, có người trúng giải jackpot gần 25 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 2 cũng có người trúng số tiền 21,9 tỷ đồng. Gần nhất là ngày 3 tháng 5, tại kỳ quay thưởng 435 cũng đã có khách hàng trúng giải jackpot với số tiền hơn 20,6 tỷ đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.